Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư huynh của ta quá mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 1761, ta cùng hắn nghiên cứu thảo luận dạy như thế nào đồ đệ. Thiều Thừa cấp hống xông lại, la hét muốn để hắn đến xử lý Tống Vân đạo nhân. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Thiều Thừa trong tay sáng loáng trường kiếm, cảnh giác hỏi: "Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng giết người a, ta không thể gặp máu." Gia Cát Huân nhịn không được liếc mắt, người vây xem cũng không nhịn được liếc mắt. "Ngươi không thể gặp máu, khoác lác cũng muốn hợp lý có được hay không?" Thiều Thừa dùng kiếm chỉ lấy hôn mê Tống Vân đạo nhân đạo: "Ngươi muốn hắn hà dụng? Để Linh kiếm phái người đến chuộc người sao?" Lữ Thiếu Khanh gật đầu: "Đương nhiên, hắn uy hiếp ta, đến cầm linh thạch đền bù tâm linh của ta bị thương." Thiều Thừa gật đầu, đây là nhất định, hắn nói, đem hắn giao cho ta đi cùng linh kiếm phái người nói. Sư phụ, ngươi đừng làm người tốt a, ít hơn so với 100 triệu linh thạch đều đừng đáp ứng. Thiều Thừa gật đầu, hai mắt bắn ra quang mang, yên tâm, ta biết rõ. Ta cùng hắn nghiên cứu thảo luận dạy như thế nào đồ đệ, sau đó, vung tay lên, đem Tống Vân đạo nhân nâng lên nơi xa. Thấy cảnh này người lần nữa im lặng. Bọn hắn tựa hồ minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì sao lại dạng này. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối ma tộc người nói, mấy người bọn hắn một người 100 triệu mai linh thạch, các ngươi phái người trở về nói cho nhà bọn hắn đại nhân, để bọn hắn cầm linh thạch đến chục người. Dám khi dễ thầy ta mẫu, các ngươi là sống ngán. Lữ Thiếu Khanh ngay tại nơi này chờ lấy người của ma tộc tới cửa. Trong lúc đó, cũng có người ra thuyết phục qua, nhưng có Tống Vân đạo nhân vết xe đổ, bọn hắn cũng không dám quá mức thiên vị. Mà Lữ Thiếu Khanh hết thảy không nghe, một bộ không thấy linh thạch không thả người dáng vẻ, thái độ 10 phần kiên quyết. Trước mắt bao người của ma tộc đương nhiên không nguyện ý cầm linh thạch đến chục người. Làm như vậy, bọn hắn còn có cái gì mặt mũi? Sau đó đàm phán, bọn hắn còn chiếm cái gì chủ động? Cho nên, ma tộc bên này cho Mị gia làm áp lực, Công Tôn gia, Ngao gia cũng đồng dạng nhận lấy ma tộc áp lực. Mị gia gia chủ Mị Đại, Ngao gia gia chủ Ngao Trường Phong, Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Xuân, ba cái gia tộc gia chủ bị ép tụ cùng một chỗ thương nghị. Ma tộc tiến công Trung Châu, Mị gia cái thứ nhất cùng ma tộc liên hợp, để ma tộc tại Trung Châu nơi này thế như chẻ tre, đánh đâu thắng đó. Trung Châu Đông Bắc bên cạnh Luân hãm, vô số thế lực hủy diệt. Để Trung Châu nơi này cảm nhận được áp lực lớn lao. Về sau, rất nhiều gia tộc thế lực tâm tư thay đổi. Cảm thấy cùng ma tộc giảng hòa, duy trì hiện trạng cũng không tệ. Bọn hắn là tu sĩ, không có quốc gia tình hoài, quan tâm chính chỉ là một mẫu ba phần đất. Ngao gia cùng Công Tôn gia trước hết nhất tìm tới Mị gia cùng ma tộc, tự mình đã đạt thành bước đầu hiệp nghị, ngày sau có lẽ kết làm đồng minh cũng khó nói. Lần này ma tộc xảy ra vấn đề, ba người bọn hắn gia tộc liền nhận lấy ma tộc bên kia áp lực, muốn bọn hắn nghĩ biện pháp đem Khấu Lăng bọn người giải cứu ra, còn ít không thể để cho ma tộc quá mất mặt. Cho nên, ba cái gia tộc tề tụ cùng một chỗ, thương thảo nên như thế nào làm. Ba người tự mình chạm mặt, vừa thấy mặt, Mị Đại liền dẫn đầu mở miệng thẳng vào chủ đề. Hai vị, các ngươi thấy thế nào? Ngao Trường Phong cùng Công Tôn Xuân liếc nhau, hai người minh bạch Mị Đại lo lắng. Mị gia đã là công khai cùng ma tộc cấu kết liên thủ, tất cả mọi người biết rõ Mị gia làm người gian. Ma tộc đạt được lợi ích, Mị gia cũng có chỗ tốt, ma tộc mất mặt, Mị gia cũng đi theo mất mặt. Mà lại, Mị gia dòng chính Mị Phi cũng tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Cho nên, Mị Đại rất gấp. Nếu là có thể, Mị gia khẳng định tận lên cao thủ đi làm chết Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Đáng tiếc, hiện tại thế cục dung chuyển, ngươi thành nơi này cuồn cuộn sóng ngầm, Mị gia cũng không dám lớn cử hành sự tình. Không biết rõ có bao nhiêu người chờ lấy cơ hội giết chết Mị gia. Công Tôn Xuân nhàn nhạt nói, hắn nhất định phải nghiêm trị. Ta là ủng hộ nghiêm trị hắn. Ngao Trường Phong mang theo hận ý, lộ ra sát ý, kia tiểu tử quá phận, nhất định phải nghiêm trị. Ngao gia cùng Lữ Thiếu Khanh thủ so Mị gia còn muốn sâu. Luận hận ý, Ngao gia cũng là sâu nhất. Mị Đại trong lòng mắng to, các ngươi đều là nói biện pháp a. Ta biết rõ muốn nghiêm trị, ta còn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh đây. Biện pháp đâu? Cho điểm thực tế. Nhưng mà Ngao Trường Phong cùng Công Tôn Xuân cũng rất giảo hoạt, đối với chuyện này, Mị gia so bọn hắn gấp hơn. Bọn hắn ở bên cạnh cố lên có thể, nhưng muốn bọn hắn dẫn đầu công kích, là tuyệt đối không thể. Mị Đại cũng biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, cắn răng một cái, nói ra chính mình quyết định, hắn giam ta Mị gia tộc nhân, ta Mị gia thể không cúi đầu. Lần này, nhất định phải để hắn biết rõ ai mới là ngươi thành chủ nhân. Ta Mị gia quyết định để mấy vị trưởng lão tiến về thương lượng, hai vị định như thế nào? Ngao Trường Phong cùng Công Tôn Xuân liếc nhau, âm thầm gật đầu, các ngươi Mị gia dẫn đầu công kích liền tốt. Chúng ta ngay tại bên cạnh giao trống hò hét đi. Yên tâm, chúng ta sẽ ủng hộ Mị gia quyết định. Không sai. Giảo hoạt. Mị Đại trong lòng lần nữa mắng to hai người. Hắn đang muốn nói chuyện, để hai người bọn họ cũng phái mấy người cũng cùng theo đi thời điểm. Bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến. Ba vị gia chủ, Mộc Vĩnh xin gặp. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn. Ba vị gia chủ sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn ở chỗ này thương nghị sự tình, đã sớm làm hoàn toàn chuẩn bị. Bên ngoài có tộc nhân chấn giữ, nghiêm phòng tử thủ. Bên trong có trận pháp che lấp. Người khác không có khả năng phát giác được bọn hắn, càng thêm không có khả năng đem thanh âm truyền vào tới. Mị gia chủ tán đi trận pháp, đứng ở phía ngoài một vị hình dạng phổ thông thanh niên, cứ như vậy đứng tại sân nhỏ bên trong. Trên người thanh sam phẳng phất dung nhập chung quanh sum xuê xanh biếc bên trong, lộ ra là như vậy hài hòa, nhưng có như vậy không đáng chú ý, nếu như không phải tập trung lực chú ý, có lẽ trong nháy mắt sẽ bỏ qua hắn tồn tại. Ba người không dám khinh thị. Mộc Vĩnh, ma tộc chân chính thống soái, thủ hạ ngàn vạn đại quân. Chính là bởi vì hắn tồn tại, từ ma tộc xâm lấn đến bây giờ, nhân tộc liên tục bại lui. Ma tộc có thể tại nhân tộc nơi này đứng vững gót chân, tất cả đều là bởi vì hắn tồn tại. Càng đáng sợ chính là, Mộc Vĩnh lai lịch bí ẩn, liền xem như ma tộc cũng không có mấy người biết rõ thân phận chân chính của hắn. Mộc Đại Nhân, không biết rõ Mộc Đại Nhân đến đây, có gì chỉ giáo? Mộc Vĩnh mỉm cười, làm cho người như gió xuân ấm áp. Ta muốn cho ba vị gia chủ phái trong tộc người trẻ tuổi theo ta đi cùng Lữ Thiếu Khanh, thương lượng một phen. Chương 1762, sư phụ, ngươi cũng không thể đối đầu không dậy nổi sư nương sự tình. Mộc Vĩnh hài lòng mang người ly khai. Giảo hoạt, buộc chúng ta làm ra lựa chọn cuối cùng. Ghê tởm, lưu tại chỗ Mị Đại ba vị gia chủ sắc mặt có chút âm trầm, nhưng cùng lúc có càng nhiều bất đắc dĩ. Mộc Vĩnh lần này tới cửa là bước thoái vị, chỉ mặt gọi tên muốn dẫn lấy bọn hắn. Trong tộc tuổi trẻ dòng chính tiến về tìm Lữ Thiếu Khanh. Ngoài miệng nói là muốn nhờ ba nhà lực lượng đến uy hiếp Lữ Thiếu Khanh cúi đầu. Trên thực tế là muốn ba nhà làm ra lựa chọn, đồng thời ba nhà người trẻ tuổi cùng Mộc Vĩnh cùng lúc xuất hiện, cũng tại nói cho tất cả mọi người, bọn hắn ba nhà thái độ. Trên thực tế, liền xem như Mị gia cũng không tình nguyện, chớ đừng nói chi là Ngao gia cùng Công Tôn gia. Nhưng mà, bọn hắn ba vị gia chủ rất rõ ràng, Mộc Vĩnh cái này ma tộc thống soái tự mình đến. Nói rõ Mộc Vĩnh nhưng không có định cho bọn hắn càng nhiều suy nghĩ cơ hội. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể nắm vuốt cái mũi, lên ma tộc chiếc thuyền này. Mị Đại nhìn xem biến mất Mộc Vĩnh, cắn răng nói, yên tâm đi, Mộc Vĩnh người này lòng dạ thâm bất khả trắc, mưu lược vô song, có hắn xuất thủ, kia tiểu tử chết chắc. Công Tôn Xuân cùng Ngao Trường Phong gật đầu, không sai. Ngày sau, ba nhà chúng ta đến thân cận nhiều hơn. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, ma tộc bên kia không có người đến đây thương lượng. Nhân tộc bên kia cũng không có người đến đây thuyết phục. Người vây xem cũng dần dần tán đi, người vây xem lác đác không có mấy, Lữ Thiếu Khanh nơi này khôi phục bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh tại trên cây tỉnh ngủ một giấc, ngáp một cái, ngồi xuống đủ kiểu nhàm chán. Cầm mấy quả linh đậu ra, tùy tiện đặt ở bên trong miệng bẹp bẹp hai lần, thở dài một tiếng, thật nhàm chán a. Vừa mới dứt lời liền cảm thụ được một đạo lăng lệ ánh mắt rơi trên người mình. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, cách đó không xa, Gia Cát Huân chính vẫn hận nhìn mình chằm chằm. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối với nàng phất phất tay, thậm chí còn xuất ra chính mình linh đậu, hỏi nàng, muốn hay không? Không muốn. Nhưng muốn cũng không cho. Gia Cát Huân tức chết, cái này đáng chết nhân loại, tính cách thật sự là ác liệt tới cực điểm. Ngươi cái gì thời điểm mới bằng lòng thả ta? Gấp cái gì? Nhà ngươi cũng còn không có tới người. Lữ Thiếu Khanh nhãn trâu xoay động, hiếu kỳ hỏi, lâu như vậy cũng không gặp người đến, nhà ngươi sẽ không phải từ bỏ ngươi đi. Đón lấy, như là trở mặt, biểu lộ lập tức từ hiếu kỳ biến thành hoài nghi, ngươi sẽ không phải là khoác lác a? Cái gì ẩn thế gia tộc, cái gì dòng chính đại tiểu thư, ngươi là giả a? Đón lấy, biểu lộ từ hoài nghi biến thành khinh bỉ. Gia Cát Huân ngực chập trùng không chừng, nàng phát hiện chính mình cùng Lữ Thiếu Khanh chỉ cần nói trên hai câu nói, nàng liền bị tức giận đến bạo tạc. Ngươi cái này thấp kém nhân loại biết cái đích gì? Gia Cát Huân giọng căm hận nói, nếu là tại Hàn Tinh, chó của ngươi đầu cùng ngày liền phải rơi. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, thổi, tiếp tục thổi. Ta nhân loại thấp kém, ngươi bị ta cái này thấp kém nhân loại bắt làm tù binh, ngươi thuộc về cái gì trình độ, thấp kém gấp đôi. Gia Cát Huân nhất thời nghẹn lời, đang suy nghĩ như thế nào phản kích thời điểm, Tiêu Y cọ cọ xông lại. Nhị sư huynh, các ngươi trước đừng đấu võ mồm, sư phụ bên kia nhanh tốt. Lữ Thiếu Khanh từ trên cây nhảy xuống, hướng Tiêu Y trên đầu tới một cái gì đấu võ mồm. Đây là biện luận, sự thật chứng minh, nhân tộc mạnh hơn ma tộc. Ngươi có dám hay không thả ta quang minh chính đại đánh một trận? Xem ai so với ai khác mạnh. Gia Cát Huân cười lạnh không thôi, đương nhiên, nếu như ngươi không phải nam nhân, coi như xong. Lữ Thiếu Khanh phủi mông một cái, ta là nam nhân, vì sao phải cho ngươi nhìn? Không cho, ngươi cái này nữ lưu manh. Hỗn, hỗn đản, hạ lưu đồ chơi. Gia Cát Huân sắc mặt đỏ bừng vô cùng, vừa tức vừa xấu hổ, chỉ hận chính mình giết không được người. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi tới Thiều Thừa nơi này, phát hiện Tống Vân Đạo Nhân đã đê mi thuận nhãn đứng tại Thiều Thừa trước mặt, như là một cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng. Thiều Thừa ngữ trọng tâm trường đối Tống Vân Đạo Nhân đạo, Tống đạo hữu, ngươi phải biết, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, đối đồ đệ bản tính quả quyết không thể bóp chết, bọn hắn có ý nghĩ của mình, làm sư phụ không thể can thiệp quá nhiều, nếu không bọn hắn liền đã mất đi một viên linh tính tâm, trưởng thành độ cao cũng liền đánh lớn chiết khấu. Vâng, Thiều tiền bối nói cực phải. Tống Vân Đạo Nhân râu tóc bạc trắng, lại như lấy vãn bối thân phận tự xưng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sư phụ, ngươi làm cái gì? Tuổi của hắn có thể làm ra ngươi đi. Tống Vân Đạo Nhân vội vàng cười nói, Lữ công tử lời ấy sai rồi, đạt giả vi tiên, Thiều tiền bối thực lực so với ta mạnh hơn, tự nhiên đáng giá một tiếng tiền bối. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, sư phụ, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong có chuyển biến lớn như vậy. Sư phụ tại yêu giới học cái gì yêu thuật a? Đem Tống Vân Đạo Nhân linh hồn đổi. Có thể để cho đồ đệ kinh ngạc, Thiều Thừa trong lòng nhịn không được đắc ý, ngươi biết cái gì? Tống đạo hữu cũng không phải không nói lý người, cùng hắn nói một chút đạo lý liền tốt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác được Tống Vân Đạo Nhân thân thể run run một cái, dùng mình một cái. Tống Vân Đạo Nhân vội vàng nói, tiền bối, ta người đã cầm đồ vật tới, phải chăng có thể? Thiều Thừa gật đầu, tốt a, ta còn muốn lấy cùng ngươi nhiều hơn lải nhải. Có cơ hội, có cơ hội. Tống Vân Đạo Nhân lúng túng cười hai tiếng, vội vàng đem tại cách đó không xa chờ lấy môn nhân đệ tử chiêu tới. Từ bọn hắn trong tay lấy qua một cái chữ vật giới chỉ, cung kính đưa cho Thiều Thừa, nơi này là 5.000 vạn mai linh thạch, cộng thêm giá trị 100 triệu mai linh thạch đan dược vật liệu, mời tiền bối kiểm tra. Thiều Thừa nhận lấy, hài lòng nói, ta tin ngươi. Như thế, tiền bối, ta có hay không có thể ly khai rồi? Có thể, bất quá, ngươi không có ý định lưu thêm mấy ngày. Ta còn có chút tâm đắc cùng ngươi giao lưu. Không được, không được. Tống Vân Đạo Nhân mang theo môn nhân đệ tử xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, chỉ sợ có ai ở sau lưng đuổi theo bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Thiều Thừa, sư phụ ngươi đối với người ta làm cái gì? Ngươi cũng không thể đối đầu không dậy nổi sư nương sự tình. Chương 1763, tiền chuộc làm lễ ăn hỏi. Thiều Thừa tức chết, lúc này đem nhẫn chữ vật thu lại, hỗn trướng. Ta giống cái loại người này sao? Cái này linh thạch, ngươi một viên cũng đừng nghĩ lấy đi. Tiêu Y thì cười tủm tỉm hỏi, sư phụ, ngươi đối với hắn đã làm gì à? Hắn thái độ làm sao lại đại biến? Thiều Thừa xử lý Tống Vân Đạo Nhân thời điểm, lẫn mất xa xa, không cho mọi người thấy. Thiều Thừa đắc ý ngóc đầu lên, đắc ý nói, vi sư cùng hắn giảng đạo lý. Tiêu Y lập tức hiểu được, sư phụ, ngươi đánh hắn. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, quái đến không hắn nói đạt giả vi tiên, nguyên lai là ý tứ này. Dùng võ phục người. Sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể lấy đức phục người đây. Tống Vân Đạo Nhân thực lực nước cực kỳ, lại bị Tiêu Y thu thập qua, chỗ nào sẽ còn là Thiều Thừa đối thủ, tự nhiên bị thu thập đến ngoan ngoãn. Thiều Thừa hừ một tiếng, khó chịu nói, đối với hắn, ta không muốn lấy đức phục người. Cũng dám nói muốn thay ta giáo huấn đồ đệ. Đánh hắn không đánh mặt đều tính cho hắn mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa duỗi tay ra, Thiều Thừa minh bạch, một bàn tay vung ra, đánh dụng Lữ Thiếu Khanh tay, ngươi từng góp sức sao? Một viên linh thạch cũng đừng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh kêu rên một tiếng, sư phụ, ngươi không mang theo dạng này, linh thạch, cho ta linh thạch. Thiều Thừa rất hài lòng ly khai, ai bảo ngươi cái này hỗn trướng tiểu tử nói lung tung. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, tính sai. Sớm biết rõ vừa rồi liền thu liễm một cái, không tùy tiện mở miệng. Được rồi, sư phụ cầm đến liền cầm đi, đến thời điểm các loại sư nương trở về, ta vung cái kiểu, sư phụ còn không phải đến ngoan ngoãn cho ta. Sau đó Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Huân, chư ca, nhà ngươi làm sao còn chưa tới người? Gia Cát Huân khẽ nói, ngươi đã nói ta không cần. Tiêu Y gật đầu, đúng vậy, nhị sư huynh ngươi đã nói Gia Cát tỷ tỷ tiền chuộc trực tiếp làm lễ ăn hỏi. Nói hưu nói vượn, Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân trăm miệng một lời. Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, cái này đồng bộ, muốn nói các ngươi không có điểm quan hệ, ta cái thứ nhất không tin đây. Gia Cát Huân kịp phản ứng, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, thậm chí còn thẹn thùng cúi đầu xuống. Thân là thiên chi kiêu tử nàng tại cái này thời điểm cũng không nhịn được thẹn thùng. So với Gia Cát Huân, Lữ Thiếu Khanh thì bình tĩnh nhiều, cho Tiêu Y một cái búa. Nói hưu nói vượn, nàng loại này cao lớn uy mãnh, cao lớn thô kệch, làn da so ta còn đen hơn ma tộc, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý? Cao lớn uy mãnh, cao lớn thô kệch. Gia Cát Huân lửa giận trong nháy mắt đầy, hỗn đản. Ta là một cái mỹ nữ có được hay không? Mặc dù thân cao so với các ngươi nhân tộc cao một chút, nhưng cũng không có cao bao nhiêu, ta dáng vóc đồng dạng kiểu tiểu miêu đầu. Về phần làn da, Mã Đức, da của ngươi trắng như vậy, nương bên trong nương khí, ngươi còn tự hào. Hỗn đản cũng nhìn không lên ngươi. Lữ Thiếu Khanh côi đầu, đắc ý nói ghê tởm. Gia Cát Huân nhịn không được, hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới, há mồm liền cắn. Nàng bây giờ có thể đối Lữ Thiếu Khanh tạo thành tổn thương có lẽ chính là nàng một ngụm răng ngà. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, ngươi là chư ca, không phải cẩu ca, ngươi điên rồi sao? Động một chút lại cắn người. Mà liền tại lúc này, chung quanh mê vụ đột nhiên tán đi. Phía ngoài bầu trời lần nữa lộ ra, chung quanh trên bầu trời, còn dừng lại lấy lác đác không có mấy tu sĩ. Tiêu Y giật mình, trận pháp mất hiệu lực sao? Lữ Thiếu Khanh trước đó đã đem trận pháp một lần nữa khởi động, ngăn cách bên ngoài người vây xem. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, có người đến. Mà lưu lại vây xem các tu sĩ cũng đột nhiên phát hiện, từ đằng xa tới một đám người. Một người cầm đầu thanh y nam tử. À, người kia là ai? Mị gia Mị Càn, Ngao gia Ngao Đức, Công Tôn gia Công Tôn Từ, thế mà cùng sau lưng hắn. Hắn lai lịch gì? Hắn là người phương nào? Xoa, lại có cho hay nhìn, tranh thủ thời gian để cho người đến cùng một chỗ nhìn. Người chung quanh trước tiên phát ra tin tức, các loại truyền tin công cụ xông lên trời, đầy trời quang mang lấp lóe. Tiêu Y thấy được người tới, lập tức kinh ngạc, nhị sư huynh, Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy a, à, Mộc Vĩnh tên hỗn đản kia. Lữ Thiếu Khanh hận chết Mộc Vĩnh, nếu như không phải Mộc Vĩnh, hắn tại ma giới bên kia sẽ không chật vật như vậy, khiến cho muốn đi cùng tế thần đánh một trận, kém chút chơi xong. Mộc Vĩnh đi vào giữa không trung ở trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cười chào hỏi, Lữ công tử, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? À? Lữ Thiếu Khanh cũng chậm rãi lên không, cười gật đầu, đúng vậy a, à, đã lâu không gặp, rất là mong nhớ. Hai người đều là vẻ mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp, ngữ khí nhẹ nhàng đến giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng chào hỏi. Gia Cát Huân cau mày, nàng không nghĩ tới Mộc Vĩnh sẽ đích thân đến đây. Mộc Vĩnh thân phận, nàng cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ biết rõ Mộc Vĩnh cùng thánh chủ quan hệ mật thiết. Trong tộc trưởng bối để nàng tới đây nghe lệnh Mộc Vĩnh, không được tùy tiện chống lại mệnh lệnh. Lữ Thiếu Khanh cùng Mộc Vĩnh nhận biết, nàng không kỳ quái, dù sao Lữ Thiếu Khanh là đi thánh địa náo qua, nhưng là, quan hệ của hai người tốt như vậy sao? Nàng nhịn không được hỏi Tiêu Y, hắn cùng Mộc Vĩnh quan hệ rất tốt. Tốt đến bọn hắn đều muốn lộng chết đối phương. Tiêu Y nhún vai, trước đây nếu không phải hai ta vị sư huynh lợi hại chút, sớm đã bị hắn hại chết. Mộc Vĩnh ánh mắt rơi trên người Gia Cát Huân, lại rơi vào nơi xa Khấu Lăng bọn người trên thân. Gia Cát Huân nhìn xem không có vấn đề gì, ở chỗ này nhận lấy ưu đãi. Khấu Lăng bọn hắn thì lộ ra chật vật nhiều, chân chính tù binh đãi ngộ. Mộc Vĩnh thần sắc không thay đổi, ánh mắt lại lần nữa trở xuống Lữ Thiếu Khanh trên thân, vốn cho rằng ngươi vẫn cứ lưu tại Tề Châu không ra, vốn nghĩ tìm thời gian đến Tề Châu bái phỏng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh cũng là cười nói, biết rõ ngươi đã đến, tưởng niệm đến ghê gớm, cho nên trước tiên chạy đến. Biết rõ ngươi còn sống, trong lòng rất là vui mừng. Mộc Vĩnh trong lòng phiền muộn một cái. Ghê tởm ra hỏa. May lúc trước hắn được chứng kiến tốn ma thạch lợi hại, không phải hắn khẳng định cùng kiếm ngũ hạ chàng đồng dạng. Tại Tề Châu nghe được tin tức của ngươi, ta cũng là rất vui mừng. Mộc Vĩnh còn lấy nhan sắc. Tề Châu. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, Tề Châu xảy ra chuyện gì? Ta không biết rõ a. À, chương 1764, buộc gấp điểm. Tề Châu sự tình, Lữ Thiếu Khanh cất minh bạch làm hồ đồ, ra vẻ trấn tĩnh, không thể nào, Điểm Tinh phái là các ngươi ma tộc diệt. Ngoan độc a, à, các ngươi ma tộc thật là ngoan độc. Nguyền rủa các ngươi sinh con không có cái mông. Mộc Vĩnh có chút buồn bực, cái này ra hỏa, vẫn là vô sỉ như vậy. Hừ, bớt nói nhiều lời, mau nói chính sự. Mị Càn nhẫn không chịu nổi, hắn muội muội còn tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Hắn tiếp thu được mệnh lệnh của phụ thân, lại tới đây là muốn đem muội muội cứu ra ngoài, mà không phải lại tới đây nghe được Lữ Thiếu Khanh cùng Mộc Vĩnh lẫn nhau hàn huyên. Dù là Mị gia cùng ma tộc cấu kết, dù là Mộc Vĩnh là ma tộc thống soái, Mộc Vĩnh cũng đối hắn cũng không có sắc mặt tốt. Nếu như không phải mệnh lệnh của phụ thân cùng muội muội ở chỗ này, hắn đều chẳng muốn cùng đi theo. Mị Càn tiến lên một bước, tản mát ra phong mang khí tức, như là một thanh trường kiếm trực chỉ Lữ Thiếu Khanh, thả ta muội muội, không phải đánh với ta một trận. Hóa thần 9 tầng cảnh giới, khí tức sắc bén, tràn ngập mạnh mẽ sức sống. Vây xem các tu sĩ nhịn không được thấp giọng hô. Trách không được có người nói hắn sắp bước vào luyện hư kỳ, đồn đại bất hư. Thật sự là mạnh a, à, Giản Nam cũng là không kém bao nhiêu đâu. Quả nhiên là năm nhà ba phái lợi hại nhất thiên tài. Những người khác so với hắn vẫn là kém một chút. Ngươi quên Hạ Ngữ cùng Tuyên Vân Tâm sao? phong hoa bảng trước ba đều không thể so với hắn chênh lệch. Hắn là muốn khiêu chiến Lữ Thiếu Khanh sao? Lữ Thiếu Khanh không có đem Mị Càn để vào mắt, liền Gia Cát Huân cũng không nhịn được âm thầm khinh bỉ. Ta cùng Khấu Lăng hai cái này luyện hư kỳ đều gãy ở chỗ này, ngươi một cái hóa thần kỳ cũng dám khiêu chiến hắn, không biết tự lượng sức mình. Tinh khiết cắt so. Tiêu Y nhảy ra, chỉ vào Mị Càn nói, chỉ là hóa thần kỳ, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Ngươi cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì điều dạng. Lữ Thiếu Khanh ngăn cản Tiêu Y, ai, không thể không lễ phép như vậy, tránh khỏi lại có người nói muốn thay sư phụ giáo huấn ngươi. Trung Châu đồi nhà quê không có lễ phép, chúng ta những người này cũng có thể không có lễ phép sao? Không nên cùng ngu bê đối tuyến. Mị Càn kém chút tức nổ tung. Hắn những năm gần đây một ngày ngàn dặm, tiến bộ thần tốc, cự ly luyện hư kỳ cũng là lâm môn một cước sự tình. Cho dù là trong tộc luyện hư kỳ đối với hắn cũng khách khí. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vậy mà xem nhẹ ta. Đáng chết, Mị Càn gầm thét, ta muốn giết ngươi. Ngay tại lúc Mị Càn muốn xuất thủ thời khắc, Mộc Vĩnh lại ngoài ý liệu mở miệng ngăn cản, lui ra phía sau. Mị Càn giận dữ, ngươi tính là gì? Hắn quay đầu trợn mắt nhìn, song khi hắn đối đầu Mộc Vĩnh hai mắt lúc, hắn không hiểu cảm nhận được một cỗ sợ hãi. Muốn ân cần thăm hỏi cũng theo bản năng nuốt xuống. Theo bản năng thối lui đến Mộc Vĩnh sau lưng. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, liền Ngao Đức cùng Công Tôn Từ cũng dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Mị Càn lúc này mới kịp phản ứng, cả người kém chút điên rồi. Nên, đáng chết. Nhưng mà Mộc Vĩnh chỉ là thản nhiên nhìn hắn một chút, trong lòng của hắn lần nữa run lên, lại một lần nói không ra lời. Lữ Thiếu Khanh bên này thì đối Mộc Vĩnh nói, buộc gấp điểm. Giết người chu tâm. Phốc. Mị Càn thổ huyết. Cái này so giết hắn còn muốn cho người khó chịu. Mộc Vĩnh mỉm cười, không tức giận, cũng không có muốn giúp Mị Càn ý tứ. Hắn ngược lại nói sang chuyện khác, hôm nay, tam đại gia tộc dòng chính cùng đi ta tới, là hy vọng ngươi không nên quá phận, thả người đi. Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua Mộc Vĩnh, ngươi muốn làm gì? Đầu óc bị lừa đá rồi. Thả người, có thể à, linh thạch đâu? Không có linh thạch, đừng nghĩ ta thả người. Nói đùa, cái gì cẩu thí tam đại gia tộc, liền xem như năm nhà ba phái đều tới, ta cũng không sợ. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Ngao Đức. Ngao Đức trong lòng kinh hãi, toàn thân kéo căng, như lâm đại địch. Lữ Thiếu Khanh mấy câu liền có thể để Mị Càn thổ huyết, hắn so Mị Càn còn kém chút, hắn sợ chính mình gánh không được. Lữ Thiếu Khanh đối Ngao Đức cùng Mị Càn nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Mộc Vĩnh giết các ngươi Ngao gia cùng Mị gia trưởng lão, các ngươi thế mà không tìm hắn báo thù. Thế mà tới đây cho hắn làm chó. Là ngươi, Ngao Đức hận hận cắn răng, là ngươi giết ta Ngao gia hai vị trưởng lão. Mộc Vĩnh bên này kỳ quái, nhịn không được hỏi Ngao Đức, chuyện gì xảy ra? Ta mẹ nó cái gì thời điểm giết Ngao gia trưởng lão? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, chỉ vào Mộc Vĩnh kêu to, dám làm không dám nhận, không phải nam nhân. Không có ma chứng gia hỏa, ngươi là ma tộc cái thứ nhất thái giám. Mộc Vĩnh lông mày dạo rực, có tiến lên xé Lữ Thiếu Khanh miệng xúc động. Công Tôn từ bên này đem sự tình đại khái nói một cái, hơn 30 năm trước, Ngao gia hai vị trưởng lão cùng Mị gia một vị trưởng lão bị giết, theo phán đoán là chết trên tay hắn. Lúc ấy truyền tới là một cái gọi Mộc Vĩnh người làm. Bất quá tất cả mọi người biết rõ là hắn làm, mà lại hắn cũng sử dụng qua Mộc Vĩnh cái tên này. Thời gian trôi qua rất lâu, mà lại Ngao gia cùng Mị gia trưởng lão bị người giết chết, không phải một kiện hào quang sự tình, cho nên rất nhiều người không dám nhắc tới, cũng dần dần quên. Mộc Vĩnh lại tới đây sưu tập Lữ Thiếu Khanh tình báo, cũng không có sưu tập đến phương diện này tình báo. Mộc Vĩnh sau khi nghe xong, tức đến méo mũi, rốt cuộc duy trì không ở trên mặt lạnh nhạt. Hắn tức giận tới mức cắn răng, hỗn đản ra hỏa. Lữ Thiếu Khanh là có tiền khoa, tại ma giới thời điểm dùng chính là chương chính danh tự. Vừa lúc, ma tộc bên này có đầu nhập vào nhân tộc bên trong liền có một cái gọi là chương chính quy nguyên các đệ tử, mà lại rất sớm đã cùng Lữ Thiếu Khanh có mâu thuẫn. Hắn không nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh như thế hèn hạ, không cần chương chính danh tự, mà là dùng tên của hắn đến làm chuyện xấu. Hèn hạ gia hỏa. Mộc Vĩnh vừa tức vừa kinh, cái này hỗn đản hèn hạ gia hỏa, sẽ không phải đánh lấy ta cờ hiệu đi đùa giỡn phụ nữ cái gì à? Không phải, hắn một thế anh danh hủy sạch. Gặp qua hèn hạ người, còn không có gặp qua như thế hèn hạ người. Thật là đáng chết. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý bắt đầu, cái gì? Ngươi dám nói ta hèn hạ? Ngươi cái này sợ bức, dám làm không dám nhận, ta khinh bỉ ngươi. Mộc Vĩnh cái mũi tức giận đến càng sai lệch, đến cùng là ai dám làm không dám nhận? Dùng ta danh tự đi làm chuyện xấu, ngươi còn lý luận. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ xong Mộc Vĩnh về sau, lại đi khinh bỉ Mị Càn ba người, các ngươi ba nhà thật là tiện a, đặt vào người thật là tốt không đi làm, nhất định phải đi cho kẻ thù làm chó. Đi theo như thế một cái đưa hàng chủ nhân, rất uy phong sao? đi theo hắn, các ngươi đớp cứt đều ăn không lên nóng hổi. Một phen đem Mị Càn mấy người bọn hắn tức giận đến muốn tại chỗ bạo tạc. Đáng chết, đáng chết. Mị Càn bọn hắn hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hôi. Bất quá Mộc Vĩnh lại bình tĩnh lại, hắn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nói cái giá đi, thế nào mới bằng lòng thả người. Chương 1765, ta bớt cho ngươi. Mộc Vĩnh đột nhiên bình tĩnh trở lại, để Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn biết rõ Mộc Vĩnh bụng dạ cực sâu, hết sức giảo hoạt, đầu óc có lẽ là toàn bộ ma tộc bên trong thông minh nhất. Ngô, đương nhiên, so với ta, vẫn là kém một chút. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm suy đoán Mộc Vĩnh mục đích, đồng thời lần nữa đem Khấu Lăng bọn hắn giá cả báo một cái. Hắn đầu tiên là chỉ vào Loan Tinh Duyệt, Loan Hy, Kiếm Lan, Thôi Thanh bốn người, bọn hắn một người 100 triệu, thế nào? Giá cả tiện nghi à? Giá cả tiện nghi. Mọi người vây xem đều không còn gì để nói. Thậm chí có người hoài nghi Lữ Thiếu Khanh, có phải hay không đối linh thạch không có khái niệm, há miệng chính là ngàn vạn, ngậm miệng chính là ức. Thật coi linh thạch ven đường tảng đá, tùy tiện liền có thể nhặt được sao? Mộc Vĩnh thần sắc không thay đổi, chỉ vào xa xa âm u đầy tử khí Khấu Lăng, hắn đâu? Hắn a, à, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, ta lúc đầu muốn cho hắn yết giá 200 triệu, nhưng hắn ghét bỏ giá cả quá thấp, không xứng thân phận của hắn, nhất định phải cầu 1 tỷ. Ta người này biết nghe lời phải, không hiểu được cự tuyệt người khác, hắn nói 1 tỷ, ta liền theo hắn, 1 tỷ. Ngươi nhìn, ta người tốt a. À? Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh trên mặt biểu tình dương dương đắc ý, Mộc Vĩnh muốn ói hắn một mặt. Khấu Lăng bên kia nổi giận, hỗn, hỗn đản, ta. Ngươi dám nói, ngươi chưa nói qua. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại quay đầu, Khấu Lăng nghẹn lời. Nhưng là Khấu Lăng đối Mộc Vĩnh gầm thét, Mộc Vĩnh đại nhân, không cần phải để ý đến ta, hắn muốn chém giết muốn róc thịt, là tùy hắn. Mộc Vĩnh trên mặt lộ ra một chút điểm phiền muộn. Nếu như là bình thường, hắn thật đúng là không muốn quản Khấu Lăng chết sống. Nhưng mà, hắn hiện tại không thể không quản. Khấu Lăng là đệ nhất thánh tử, ở chỗ này chịu nhục đã rất đả kích xuống mặt người sĩ khí. Nếu như hắn không gánh nổi Khấu Lăng, người phía dưới sẽ có ý kiến, quyền uy của hắn cũng sẽ nhận khiêu chiến. Về sau chỉ huy bắt đầu nhưng liền không có thuận lợi như vậy. Nhưng là cùng Lữ Thiếu Khanh liên hệ, nào có dễ dàng như vậy. Mộc Vĩnh trong lòng không hiểu bực bội, nhịn không được đối Khấu Lăng gầm thét một tiếng, ngậm miệng. Đúng đấy, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì. Lữ Thiếu Khanh cũng đối Khấu Lăng nói, cho nên ngươi nhớ kỹ hắn, ngày sau khi trở về, tìm ngươi đổ chó hoang sư phụ cáo trạng, hoặc là chính mình nghĩ biện pháp, giết chết hắn. Trần trụi trước mặt mọi người châm ngòi ly gián. Mộc Vĩnh ánh mắt rơi trên người Gia Cát Huân, hỏi, Gia Cát Huân đâu? Không đơn thuần là bởi vì Gia Cát Huân thực lực, càng nhiều đúng vậy bởi vì Gia Cát Huân đại biểu thế lực, ẩn thế gia tộc, hắn cũng không thể mặc kệ. Không phải như thế nào đoàn kết ma tộc. Nàng a. À. Lữ Thiếu Khanh quay đầu liếc một cái Gia Cát Huân. Mộc Vĩnh tâm trong nháy mắt nhắc lên, hỗn đản gia hỏa sẽ không phải mở miệng 100 ức a. Nếu là như vậy, ta được trở về triệu tập nhân mã tới cứu người. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, cười hắc hắc, miễn phí. Hỗn đản. Gầm lên giận dữ, sau lưng Gia Cát Huân muốn xông lên cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Miễn phí. Ta đường đường ẩn thế gia tộc người cái gì sau lưng như thế điệu giới. Tiêu Y bên này vội vàng lôi kéo Gia Cát Huân, thấp giọng nói, Gia Cát tỷ tỷ đừng nóng giận a, à, đây không phải là rất tốt sao? Nói rõ ta nhị sư huynh đối ngươi yêu a, à, ngươi cái này ma tộc nữ nhân còn không rõ ràng sao? Tốt. Gia Cát Huân mục tiêu lập tức chuyển di, đối Tiêu Y liền hé miệng, hung hăng cắn một cái hạ. A, à, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi làm gì? Ngươi dám cắn ta? Ta cũng cắn ngươi, ai còn sẽ không cắn người? Lữ Thiếu Khanh không để ý đến phía sau chó cắn chó, hắn đối Mộc Vĩnh duỗi tay ra, linh thạch mang đến sao? Mộc Vĩnh phiền thì muộn, hắn đương nhiên không muốn cho linh thạch. Không nói đến nhiều như vậy linh thạch lấy ra chính mình đau lòng không đau lòng, lớn đình quảng chi dưới, ma tộc cho linh thạch chuộc người, nhân tộc còn không phải chết cười. Không có thương lượng. Mộc Vĩnh nhàn nhạt hỏi, có thể à, làm sao không thể? Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, tựa hồ nhìn thấy đầy trời linh thạch đang bay múa, mà lại ngươi, ta còn chuẩn bị bớt cho ngươi. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Mộc Vĩnh cười lạnh, đánh bao nhiêu phần trăm? 1 chiết a, à, 1 chiết. 100 triệu mai linh thạch, đánh 1 chiết, cũng chính là 1000 vạn. Mộc Vĩnh biểu lộ hòa hoãn không ít, nếu như là dạng này, cũng có thể tự mình cho linh thạch chuộc người. Cho nên, người mỗi người bọn họ ngươi chỉ cần thanh toán 110 triệu mai linh thạch liền, có thể dẫn người đi. A, à, đúng, Khấu Lăng ngươi đến thanh toán 11 ức mai linh thạch, cái này hơi nhiều, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái a. À. Bao nhiêu? Không đơn thuần là Mộc Vĩnh đầu có chút choáng, mọi người vây xem cũng có chút choáng. Đánh gãy, là ý tứ này. Không phải giảm giá đánh gãy, mà là tăng giá đánh gãy. Vô sỉ ra hỏa. Mộc Vĩnh lại nhịn không được, trên mặt biểu tình bình tĩnh duy trì không ở, cắn răng, hung hăng nói, xem ra, chỉ có thể đánh một trận. Dùng linh thạch không giải quyết được, chỉ có thể dùng nắm đấm thử một chút. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, ngược lại xông lên trời, tới đi, nhìn ta đem ngươi đầu chó đánh nổ. Mộc Vĩnh theo sát phía sau, hai người không có vào chân trời, bay thẳng tầng cương phong mà đi, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ngay từ đầu, không ít người theo ở phía sau, muốn nhìn một chút hai người sẽ đụng ra dạng gì hoa lửa. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đã mất đi hai người bóng dáng, cho dù là thần thức cũng không cách nào tìm được hai người. Hai người rất có ăn ý, không nói một tiếng biến mất, đến địa phương khác đi. Nhìn xem Mộc Vĩnh cùng Lữ Thiếu Khanh biến mất, lưu lại Mị Càn, Ngao Đức, Công Tôn Từ ba người sắc mặt rất nhanh liền có dị dạng. Ba người liếc nhau, không cần mở miệng, đều có thể nhìn minh bạch tâm tư của đối phương. Ba người đều nghĩ đến cùng một chỗ đi. Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, bọn hắn ba người phải chăng có thể thừa cơ cứu người đâu? Nếu như thành công, Lữ Thiếu Khanh liền cản rỡ không nổi. Bọn hắn cũng liền chiếm cứ lấy càng nhiều chủ động. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, giống như cỏ dại không ngừng sinh trưởng, rốt cuộc không cách nào ức chế được. Động thủ sao? Công Tôn Từ thấp giọng hỏi. Không có vấn đề gì à? Ngao Đức có mấy phần lo lắng. Hừ, Mị Càn lạnh lùng hừ một tiếng, chúng ta ba người liên thủ, thì sợ gì? Mị Càn là hận không thể xông đi vào đem Lữ Thiếu Khanh người toàn bộ giết sạch. Hiện tại có như thế một cái lớn cơ hội tốt, Mị Càn cái thứ nhất lao ra. Giết! Kiếm quang sáng lên, danh xưng Trung Châu đệ nhất kiếm tu Mị Càn lộ ra ngay nanh vuốt của mình. Chương 1766, xong đời, muốn bị trộm nhà. Trường kiếm hàn quang lập lòe, kiếm quang trùng thiên, bộc phát ra kiếm ý để chung quanh tu sĩ kinh hô. Thật mạnh! Không hổ là Trung Châu đệ nhất kiếm tu. Quả nhiên là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất một cái. Đáng sợ một kiếm, Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, còn có người ngăn cản được sao? Người chung quanh kinh hô, càng nhiều người đem ánh mắt tập trung tới, bọn hắn muốn nhìn một chút người ở bên trong như thế nào ngăn cản. Tiêu Y tại, nàng có thể đỡ nổi sao? Tiêu Y có lẽ có thể đi, trước đó thực lực đã là hóa thần hậu kỳ, so với Mị Càn không kém được bao nhiêu. Không nên quên, lần này, bọn hắn cũng không phải Mị Càn một cái đây. Vừa mới nói xong, bên cạnh cũng bộc phát ra hai cỗ cường đại khí tức. Ngao Đức, Công Tôn Từ hai người cũng đi theo xuất thủ. Ngao Đức có lẽ thiên phú không tốt lắm, nhưng cũng là cùng năm nhà ba phái dòng chính so sánh mới, có thể lộ ra tương đối kém. Nếu là cùng phổ thông tu sĩ so sánh, hắn là thỏa thiên tài. Ngao Đức hiện tại cũng đã là hóa thần trung kỳ 4 tầng cảnh giới. Linh lực gào thét mà ra, tách ra hào quang chói sáng, cuối cùng trên không trung hóa thành một cái màu đỏ cự thú, dương nanh múa vuốt nhào về phía Tiêu Y bên trong. Công Tôn Từ trong tay cầm một cái quạt xếp, hắn ở trong tộc cái gì đều muốn cùng Công Tôn Liệt tranh một chuyến, liền vũ khí cũng muốn, phải hướng thế nhân chính diện, hắn không thể so với Công Tôn Liệt chênh lệch. Quạt xếp hiện ra màu xanh quang mang, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ mãnh liệt phong bạo gào thét mà lên, tôi khô lạc hủ xông tới giết. Ba người liên thủ, chỗ bộc phát ra kinh khủng khí tức để vây xem tu sĩ sắc mặt đại biến. Vô số người tiếp nhận không được ở cỗ uy áp này, nhao nhao tư tán lui lại. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là năm nhà ba phái dòng chính thực lực sao? Cái này, bọn hắn liên thủ, còn có ai là bọn hắn đối thủ? Xong đời, Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, không có người ngăn cản được bọn hắn liên thủ. Ha ha, bị trộm nhà, không ai có thể cứu bọn hắn. Không ít người ngữ khí khẳng định, ngôn ngữ vô cùng xác thực, cho rằng Tiêu Y bọn hắn chết chắc. Mị Càn, Ngao Đức, Công Tôn Từ ba người thần sắc nhẹ nhõm, mang theo tràn đầy tự tin. Đây là bọn hắn ba người lần thứ nhất liên thủ, nhưng là ba vị hóa thần kỳ liên thủ, coi như Tiêu Y lại yêu nghiệt cũng không có khả năng ngăn cản được bọn hắn ba người. Không có khả năng tồn tại lấy một địch ba người. Hừ, để ngươi cản rỡ, chờ sau đó ngươi trở về, liền khóc đi. Ba người thế công lăng lệ vô cùng, gào thét mà tới, mặt đất như là bị cày qua, lộ ra thật sâu vết tích, khe hở không ngừng hướng phía nơi xa lan tràn. Về phần phòng ốc những cái kia càng là, tại kinh khủng uy áp trước mặt hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng biến mất đang gào thét trong sức mạnh. Có trận pháp gia trì ngươi thành tại cỗ này lực lượng cường đại phía dưới run rẩy, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, cũng như 12 cấp động đất. Nếu như không phải Mị Càn ba người tận lực khống chế, chỉ làm cho cỗ lực lượng này bay thẳng Tiêu Y bọn hắn mà đi, ngươi thành đã sớm tại cỗ lực lượng này trước mặt vỡ nát hơn phân nửa. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, ngửi được tử vong khí tức, Gia Cát Huân sắc mặt đại biến. Nhịn không được đối Tiêu Y nói, hỏng bét, mau tránh. Nếu như thực lực của nàng vẫn còn tồn tại, nàng không hề có một chút vấn đề. Vấn đề là nàng bây giờ bị cầm cố lại, chỉ có một thân thực lực. Đối mặt với ba người xuất thủ, nàng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không sống sót. Về phần Tiêu Y, khẳng định cũng sẽ tại cỗ này công kích phía dưới hóa thành mảnh vỡ. Mặc dù rất đáng ghét, nhưng trải qua những ngày thời gian ở chung, Gia Cát Huân vẫn là không đành lòng Tiêu Y cứ như vậy chết. Cho dù chết, cũng phải là nàng đến giết chết. Nhưng mà Gia Cát Huân nhắc nhở, Tiêu Y không để ý đến, mà là đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn xem mãnh liệt mà đến lực lượng. Trận uy áp khuếch tán, Tiêu Y tóc bị thổi làm hô hô làm loạn, Tiểu Hắc ôm Tiêu Y đầu, đồng dạng lộ ra 10 phần bình tĩnh. Gia Cát Huân ngạc nhiên, không phải đâu, nha đầu này nghe không hiểu ta sao? Vẫn là nói nàng một lòng muốn chết. Gia Cát Huân không tin Tiêu Y có thể ngăn cản được ba vị hóa thần liên thủ. Ngay tại Gia Cát Huân, thậm chí tất cả mọi người không hiểu thời điểm, một vòng kiếm quang xuất hiện, dòng ngân quang lóe sáng, như là trống rỗng xuất hiện lưu tinh, vạch một cái mà qua. Cùng Mị Càn ba người công kích so ra, nhìn xem rất không đáng chú ý. Nhưng mà cái này xóa kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hàn ý. Bọn hắn bên tai thậm chí vang lên sưu sưu tiếng xé gió. Bọn hắn cảm giác được chính mình phảng phất đặt mình vào một cái kiếm thế giới, trước người sau người mỗi một chỗ địa phương đều bày khắp lợi kiếm. Có chút hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ vạn kiếm ra thân, triệt để bị rào sát. Phốc! A! Kiếm quang rơi xuống, Mị Càn ba người sắc mặt đột nhiên đại biến, vừa định làm chút gì, chính là miệng phun tiên huyết, trên thân toát ra vô số vết thương, tiên huyết trực phún. Cuối cùng, ba người chính là kêu thảm từ trên bầu trời té xuống. Ba người công kích không biết rõ cái gì thời điểm lặng yên tiêu tán, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Giờ phút này, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, vừa rồi đặt mình vào kiếm thế giới rõ ràng là ảo giác. Nhưng là không có hoài nghi, tại loại này trạng thái phía dưới, chỉ cần đối phương nghĩ, bọn hắn thật sẽ bị vạn kiếm ra thân, bị triệt để rào sát. Là ai? Có người không biết rõ, nhưng cũng có người suy đoán, kế ngôn sao? Lâu như vậy không thấy, hắn thực lực tiến hơn một bước a. Hắn rất sớm đã là hóa thần hậu kỳ, hiện tại nhất định là luyện hư kỳ. Trách không được nha đầu kia không có sợ hãi, nguyên lai sau lưng nàng còn có Kế Ngôn tồn tại. Đúng a, chúng ta đều quên Kế Ngôn, hắn một cao thủ như vậy, không nên bị xem nhẹ. Gia Cát Huân mồ hôi đầm đìa, nàng ánh mắt nhìn qua đằng sau, ở nơi đó, nàng không nhìn thấy Kế Ngôn thân ảnh. Một cái nhân loại thân ảnh, cách vài dặm liền sẽ lộ ra 10 phần nhỏ bé, thậm chí không cách nào trông thấy. Nhưng là nàng lại phảng phất thấy được Kế Ngôn thân ảnh, cái kia đạo thân ảnh màu trắng, cao cao tại thượng, lộ ra vô cùng cao lớn, kinh khủng, thâm bất khả trắc, tựa như thần linh đồng dạng làm cho người e ngại. Gia Cát Huân tâm nhảy lên kịch liệt, kia một vòng kiếm quang, nàng cảm nhận được nhân sinh bên trong lớn nhất từ trước tới nay sợ hãi. Trực giác nói cho nàng, Kế Ngôn tuyệt không phải luyện hư kỳ đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng càng mạnh. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, Gia Cát Huân không dám tiếp tục tưởng tượng xuống dưới, bởi vì, thật là đáng sợ. Chương 1767, ta trở nên đẹp trai, cũng thay đổi mạnh. Ngươi thành ngoài ngàn vạn dặm, tầng cương phong trên không. Màu lam cùng thân ảnh màu xanh tương đối mà đứng, hô hô cương phong đem hai người quần áo thổi đến bay phất phới. Mộc Vĩnh thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh, nhiều năm không thấy, ngươi trở nên càng phát ra cường đại. Mộc Vĩnh ngữ khí bình thản, nhìn xem rất có lễ phép. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nhưng không có tâm tư ở chỗ này giả lễ phép, hắn chỗ thủng liền mắng, mù mắt chó của ngươi, ngươi cận thị liền phối đôi kính mắt. Ngươi chỉ nhìn ta điểm này sao? Cái khác ngươi không nhìn thấy. Còn không biết xấu hổ nói mình là thiên tài. Mộc Vĩnh kinh ngạc, chân mày hơi nhíu, Lữ Thiếu Khanh để trong lòng của hắn âm thầm nghĩ lại bắt đầu. Chính mình không để ý đến cái gì sao? Mộc Vĩnh lập tức trong đầu trải vuốt một lần, nhìn xem chính mình có phải hay không trên người Lữ Thiếu Khanh bỏ sót cái gì. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh là hắn công nhận, cũng là nguy hiểm nhất đối thủ. Đối mặt đối thủ như vậy, Mộc Vĩnh cảm thấy mình lại xem chừng lại cẩn thận cũng không đủ. Lần này, đem Lữ Thiếu Khanh dẫn tới Trung Châu, việc quan hệ trọng yếu, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình xem nhẹ mà để cho mình kế hoạch thất bại. Bất quá Mộc Vĩnh đem chính mình cùng Lữ Thiếu Khanh gặp nhau quá trình cắt tỉa mấy lần cũng không có phát hiện chính mình bỏ qua cái gì. Về phần kế hoạch, hắn đã sớm nghĩ đi nghĩ lại, không cho rằng có cái gì sơ hở. Cho nên, Mộc Vĩnh nhịn không được mở miệng hỏi thăm, còn có cái gì? Lữ Thiếu Khanh dùng tay gọi một cái trán mình tóc, hất đầu, dương đắc ý, tự luyến nói, ta trở nên đẹp trai a, ngươi không có phát hiện. Ngươi cận thị có chút nghiêm trọng a, đều nói, không muốn nhìn lén bà tắm rửa, ngươi không nghe. Ta mẹ nó. Mộc Vĩnh nhịn không được, rút kiếm liền chặt. Chết đi cho ta. Không thể nhịn. Ác liệt như vậy nhân loại, liền phải chém chết, không thể để cho hắn nói chuyện mới được. Mộc Vĩnh cảm giác được mình đã bị lường gạt. Thua thiệt hắn còn nghiêm túc trong đầu cắt tỉa nửa ngày, kết quả hắn a liền đến cái này, lại nói, đẹp trai, ta so ngươi đẹp trai hơn. Mộc Vĩnh cắn răng, gầm thét. Kiếm quang sáng lên, một tiếng long ngâm đồng dạng thanh âm vang lên, to lớn cự kình xuất hiện. Chung quanh cương phong hô hô trong nháy mắt phảng phất thành vô tận đại dương mênh mông, mịt mờ hơi nước, cho người ta vô cùng nặng nề áp lực. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không biết xấu hổ, ngươi một cái ma tộc, cũng dám ở nhân tộc ta thứ nhất soái ca trước mặt nói đẹp trai. Để cho ta chém chết ngươi, để ngươi biết rõ khoác lác là phải bỏ ra dạng gì đại giới. Mặc Quân kiếm đâm ra, kiếm ý tăng vọt, một cái to lớn thần điểu xuất hiện. Ngọn lửa nóng bỏng bộc phát, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cự kình một tiếng trường ngâm, cái đuôi lóe lên, thao thiên thủy khí hóa là cuồn cuộn gợn sóng hung hăng hướng phía thần điểu, quét sạch mà đi. Thần điểu cánh vỗ, cuồn cuộn sóng nhiệt, cực nóng nhiệt độ phảng phất để thiên địa phảng phất bốc cháy lên. Lửa cùng nước va chạm, hai cỗ hoàn toàn tương phản kiếm ý đối bính. To lớn tầng cương phong trong nháy mắt bị xé nứt, hô hô cương phong chôn vùi, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại hai cỗ kiếm ý. Thần điểu cùng cự kình va nhau, không ngừng chém giết. Mộc Vĩnh ánh mắt chớp động, hừ, những năm này, ta cũng tiến bộ thần tốc, ngươi ta ngang nhau cảnh giới, ta không tin sẽ thua bởi ngươi. Tới đi, trước đó chưa phân ra thắng bại, hôm nay làm kết thúc. Nhưng mà ý nghĩ này mới xuất hiện, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại vọt tới. Mộc Vĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kiếm y biến thành thần điểu đã xuyên thủng cự kình thân thể, ngập trời hỏa diễm phảng phất đem cự kình nướng chín. Cuối cùng cự kình kêu thảm một tiếng, tại trong ngọn lửa vỡ nát. Mộc Vĩnh một ngụm tiên huyết phun ra, khó có thể tin, không có khả năng. Tất cả mọi người là luyện hư kỳ 9 tầng, vì cái gì chính mình sẽ không địch lại đối phương? Không có cái gì không có khả năng, Lữ Thiếu Khanh đắc ý thanh âm truyền đến, đối hắn xuất kiếm, thần điều đáp xuống, hung hăng đối Mộc Vĩnh chụp tới, chiêu thức giống nhau, ngươi cho rằng đối ta hữu dụng. Để ngươi tên nhà quê này ma tộc nhìn xem cái gì là soái ca. Mộc Vĩnh hét lớn một tiếng, kiếm ý lần nữa phóng lên tận trời, ở trước mặt hắn tạo thành một tầng kiếm ý bình chướng. Đồng thời một vòng màu lam xẹt qua, cự kình xuất hiện lần nữa, từ cao hơn trên trời rơi xuống. Thái Sơn áp đỉnh muốn đem thần điểu trấn áp. Thần điểu một tiếng kêu to, thiên địa rung chuyển, tại Lữ Thiếu Khanh chỉ huy phía dưới, xông lên trời, lần nữa cùng cự kình đụng vào nhau. Lần này, song phương đồng quy vu tận, hai cỗ kiếm ý tiêu tán. Nhìn xem dù bận vẫn ung dung, thần thái nhẹ nhõm Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh cảm nhận được áp lực lớn lao. Ngươi, làm sao có thể? Mộc Vĩnh cảm giác được rất khó tiếp nhận. Tất cả mọi người là luyện hư 9 tầng cảnh giới, là lông ngươi so với ta mạnh hơn. Trước đó hắn còn có thể cùng Lữ Thiếu Khanh đánh cho có đến có quay về. Làm sao hiện tại Lữ Thiếu Khanh có vẻ như còn mạnh hơn hắn mấy phần? Khó mà tiếp nhận, thật rất khó tiếp nhận. Lữ Thiếu Khanh càng thêm đắc ý, tự luyến vạn phần, ta so ngươi đẹp trai, cho nên so với ngươi còn mạnh hơn. Cho nên nói ngươi nhìn đồ vật nhìn không cho phép, ta càng đẹp trai hơn, ngươi đến cẩn thận một chút. Càng mạnh người liền càng đẹp trai, trái lại cũng thế. Như ngươi loại này xử quỷ, làm sao có thể đánh thắng được ta? Mộc Vĩnh càng thêm khó chịu. Cái miệng đó quá ghê tởm. Không xé đều xin lỗi chính mình. Chết! Mộc Vĩnh lần nữa hét lớn, trong tay dài kiếm quang mang bùng lên. Mộc Vĩnh cầm trong tay trường kiếm, uy phong lẫm liệt, hào quang màu xanh lam quấn quanh lấy hắn, như là vũ thần đồng dạng sừng sững trên trời đất. Lần này, trên bầu trời phảng phất rơi xuống vô tận mưa kiếm. Kiếm vô hình ý tại thời khắc này huyễn hóa, như mưa to rơi xuống. Mỗi một giọt nước mưa đều có thể hủy diệt một cái thế giới. Mộc Vĩnh một kiếm đại sát chiêu, nếu như tại ngươi trong thành sử xuất một chiêu này, ngươi trong thành người đoán chừng phải chết 7, 8, 9 thành. Bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, Mộc Vĩnh cái này một kiếm mặc dù thanh thế to lớn, trên thực tế, uy lực lại phân tán rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung tay lên, trên bầu trời ầm ầm rơi xuống một cái hỏa cầu thật lớn. Tiên hỏa cầu thuật, lại hoặc là Đại Vẫn Thạch triệu hoán thuật, nhìn ta định không chết ngươi. Vẫn thạch khổng lồ rơi xuống, mang đến áp lực nặng nề để chung quanh kiếm ý vỡ nát. Mộc Vĩnh vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, tại cái này phóng đại bản hỏa cầu thuật bên trong hắn cảm nhận được uy hiếp. Cái này ra hỏa. Mộc Vĩnh sát khí tăng vọt, đầy trời mưa kiếm tựa hồ đạt được mệnh lệnh, như là thực nhân ngư đồng dạng hướng phía to lớn hỏa cầu dũng mãnh lao tới. Chương 1768, ma tộc thiên tài chân chính. Thủy thuộc tính kiếm ý hội tụ, mãnh liệt hướng phía đại hỏa cầu đánh tới. Ầm ầm, kiếm ý cùng linh lực không ngừng xung kích, bạo tạc năng lượng hướng về bốn phương khuếch tán. Trên bầu trời không ngừng sáng lên bạo tạc ánh lửa. Xa xôi người thành thậm chí bởi vậy cảm nhận được chấn động. Nhìn xem hỏa cầu thật lớn tại Mộc Vĩnh phản kích phía dưới, chia 5 xẻ 7, đối Mộc Vĩnh không tạo được nửa điểm tổn thương. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Tiên hỏa cầu thuật là ma quỷ tiểu đệ truyền thụ cho pháp thuật của hắn, uy lực so với hỏa cầu thuật không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Người bình thường có thể chống đỡ ngăn không được dạng này pháp thuật. coi như ngăn cản được cũng phải thụ bị thương. Mộc Vĩnh lại hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian, từ Nguyên Anh vượt qua đến luyện hư 9 tầng cảnh giới, tốc độ như vậy, ngoại trừ hắn cùng Kế Ngôn bên ngoài, Mộc Vĩnh là cái thứ nhất. Dù là thế giới này tốc độ tu luyện gia tăng, Mộc Vĩnh tốc độ cũng đủ để kinh thế hãi tục. Giống Mị Càn những này rác rưởi thiên tài, đến bây giờ cũng bất quá là hóa thần kỳ. Mộc Vĩnh mới là ma tộc thiên tài chân chính. Trách không được chính mình một mực nhìn hắn không thuận mắt, nguyên lai là đồng loại chỏi nhau. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, sát ý tăng vọt. Đã dạng này, vậy liền thừa cơ giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh trên thân toát ra sát khí, quét sạch bốn phương, rét lạnh tầng cương phong lại thêm mấy phần lãnh ý. Lữ Thiếu Khanh sát ý tăng vọt, Mộc Vĩnh bên kia cũng là như thế. Lữ Thiếu Khanh chỉ là một cái đại hỏa cầu nện xuống đến, hắn còn kém không cần nhiều toàn lực ngăn cản. Thao Thiên kiếm ý hội tụ vào một chỗ mới có thể trước mặt ngăn cản được đối phương đại hỏa cầu. Lữ Thiếu Khanh chẳng những kiếm ý kinh người, liền pháp thuật cũng mạnh đến mức đáng sợ. Dạng này người, nhất định phải thừa cơ giết chết. Để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, ngày sau còn phải rồi. Nhưng mà Mộc Vĩnh chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời khắc, đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ kinh dị. Bầu trời ảm đạm xuống. Không sai, lúc đầu đã là đen như mực như đêm tầng cương phong ảm đạm xuống. Mộc Vĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy phảng phất cửu thiên chi thượng lóe ra sao lốm đốm đầy trời. Vô số tinh quang lấp lánh, phủ kín bầu trời, trông rất đẹp mắt. Mà ở đẹp mắt bên trong, Mộc Vĩnh cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Sưu, bỗng nhiên một viên tinh thần quang mang bùng lên, lóe lên mà xuống, một đạo ngân sắc quang mang từ xa xôi cửu thiên tinh không phía trên phóng xuống tới. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo tinh quang bùng lên, quang mang rơi xuống. 108 đạo từ xa xôi tinh không rơi xuống, cực kỳ giống cửu thiên chi thượng rơi xuống một đạo giật dây. Đẹp mắt, lại làm cho Mộc Vĩnh toàn thân tóc gáy dựng đứng. Đây là cái gì kiếm quyết? Từ trên trời giáng xuống kiếm quyết sao? Có như thế không hợp thói thường sao? Mộc Vĩnh phát giác được phía trên mỗi một đạo kiếm quang đều có thể đem ngươi thành hủy diệt 10 lần 8 lần, 108 đạo, cho dù là hắn cũng không dám trực tiếp ngăn cản. Đáng chết! Mộc Vĩnh trong lòng gào thét, cái này đáng chết ra hỏa đến cùng là từ đâu học được chiêu thức. Mộc Vĩnh muốn trốn tránh, nhưng đạo tinh quang đã sớm đem hắn một mực khóa chặt, dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Không có biện pháp, Mộc Vĩnh chỉ có thể hít sâu một hơi, thể nội khí tức lăn lộn, trường kiếm trong tay sáng lên, quang mang bùng lên. Phần phật, Lữ Thiếu Khanh giống nghe được sóng biển lăn lộn thanh âm. Nơi này lần nữa giống rót đầy nước biển, thành một vùng biển mênh mông biển lớn, cuồn cuộn nước biển, nhớ tới vạn trượng sóng lớn. Vô số nước biển lăn lộn, đập. Mộc Vĩnh bản thân thì biến mất tại đại dương mênh mông bên trong. Sau đó tinh quang rơi xuống. Ầm ầm tiếng nổ vang lên, thiên địa một mảnh chấn động. Quang mang đen đen như mực bầu trời chiếu sáng như là ban ngày, đáng sợ năng lượng không ngừng xé rách không gian chung quanh. Phốc, sức mạnh đáng sợ không ngừng oanh kích mà đến, Mộc Vĩnh tiên huyết trực phún. Bạo liệt kiếm ý như là ác lang, không ngừng cắn xé thân thể của hắn, không đem hắn xé thành mảnh nhỏ thế không bỏ qua. Mộc Vĩnh sợ hãi, chỉ có tự mình trải qua mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh, một chiêu này khủng bố đến mức nào. Vừa tiếp xúc, Mộc Vĩnh liền biết mình trèo trống không được bao lâu. Nếu như không muốn biện pháp giải quyết, hắn thật sẽ chết tại Lữ Thiếu Khanh một chiêu này phía dưới. Trong cơ thể mình linh lực cấp tốc giảm bớt, đáng sợ năng lượng để thân thể của hắn bắt đầu băng liệt. Đáng chết, đây là nhân loại có thể sử dụng kiếm chiêu sao? Mộc Vĩnh gầm thét, hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng mà hắn bất kỳ phản kích đều không làm nên chuyện gì. Từ trên trời giáng xuống tinh quang quá mạnh, mạnh đến hắn cũng khó có thể ngăn cản. Mười mấy hô hấp về sau, Mộc Vĩnh linh lực trong cơ thể đã hao hết, thân mặt ngoài thân thể hiện đầy vết rách. Lại tiếp tục, thân thể của hắn sẽ triệt để bị xé nứt. Bất quá, từ trên trời giáng xuống áp lực cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Mộc Vĩnh nhẹ nhàng thở ra, bởi như vậy hắn có thể chịu đựng được. Nhưng vào lúc này, Mộc Vĩnh cảm nhận được một cỗ càng thêm áp lực nặng nề. Ngẩng đầu nhìn lên, tại đây trời tinh quang bên trong, một vòng trăng sáng xuất hiện. Ánh trăng thanh lãnh, tản mát ra xâm nhiên chi ý. Mộc Vĩnh hít một hơi lãnh khí, hắn tựa hồ người được tử vong khí tức. Đây là người sao? Mộc Vĩnh trong lòng gào thét, chính người bình thường sẽ có nhiều như vậy kinh khủng sát chiêu sao? Mộc Vĩnh trong lòng quyết tâm, đã dạng này, vậy liền sử xuất tuyệt chiêu đi. Sau một khắc, cả người hắn trở nên trang nghiêm bắt đầu, liền khí tức cũng biến thành không đồng dạng, như là biến thành người khác đồng dạng. Tại mênh mông quang mang bên trong, Mộc Vĩnh thân hình trở nên cao lớn bắt đầu. Một thân ảnh đón gió tăng trưởng, phóng lên tận trời, hóa thành kình thiên cự nhân. Lữ Thiếu Khanh phát giác được cỗ này khí tức, kém chút nhảy dựng lên, em gái ngươi, đồ chó hoang thánh chủ. Màu đen ở giữa bầu trời, to lớn bóng đen tựa hồ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh toàn thân phát lạnh, hắn cảm thấy mình giống như bị cái gì để mắt tới một cái, không cách nào khống chế sợ hãi trong linh hồn lan tràn. Lữ Thiếu Khanh bên này làm tốt vạn phần chuẩn bị, thực sự không được, hắn liền giao nhân. Bất quá to lớn bóng đen chỉ là nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cũng không có đối với hắn xuất thủ, mà là duỗi tay ra đến, đối trên trời một chảo. Sáng rực tinh quang tiêu tán, vô số tinh thần vỡ nát, dập tắt. To lớn ánh trăng cũng tại rơi xuống bên trong dần dần sụp đổ, cuối cùng tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, hắn sát chiêu tại trước mặt đối phương cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải. Tú đến Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu. Lý nãi nãi, quá kinh khủng. Cuối cùng, màu đen lần nữa nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, sau đó chậm rãi tiêu tán, Mộc Vĩnh thân ảnh cũng lại xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng, hắn xoa xoa vết máu ở khóe miệng, lộ ra thiếu dung, Mộc huynh, ngươi đây liền không đúng, ngươi có chó, thánh chủ bảo hộ, ngươi nói sớm a. Chương 1769, đột nhiên cường thế Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh cân nhắc lại thì về sau, vẫn là từ bỏ đối Mộc Vĩnh hạ tử thủ. Vừa rồi bóng đen, hắn dám 100% khẳng định, là cái kia con chó thánh chủ. Hơn nữa, còn là hợp thể kỳ. Vô luận vừa rồi kia đạo bóng đen là cái gì, thần niệm cũng tốt, phân thân cũng được, Lữ Thiếu Khanh đều không có lòng tin đánh thắng được. Mộc Vĩnh có thể triệu hoán một lần ra, khẳng định có thể triệu hoán lần thứ hai. Hắn không muốn mạo hiểm. Mộc Vĩnh khí quyển thở, khí tức hết sức yếu ớt. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn đầy sát ý, hận không thể nhào tới đem Lữ Thiếu Khanh giết. Đáng chết. Mộc Vĩnh nhìn hằm hằm Lữ Thiếu Khanh, không có nửa điểm bình tĩnh dáng vẻ ôn hòa. Ngược lại có một loại oán hận, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh trừ chi cho thống khoái. Tức giận làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười an ủi, tức giận đối thân thể không tốt. Giữa chúng ta bất quá là bình thường luận bàn, ngươi làm gì gọi thánh chủ lão nhân ra ra đâu? Bình thường luận bàn. Mộc Vĩnh càng hận hơn, ta đều kém chút bị ngươi đánh chết. Ngươi còn dám nói là bình thường luận bàn. Mà lại, càng thêm để Mộc Vĩnh không thể nào tiếp thu được chính là, Lữ Thiếu Khanh nhìn giống như không hề có một chút vấn đề. Cùng hắn đánh một trận, giống như đều không mang ra mồ hôi. Nói cách khác, hắn Mộc Vĩnh ăn đau khổ, bị thương, thậm chí bị ép lấy ra át chủ bài, cũng chỉ là để Lữ Thiếu Khanh hơi đôn điểm huyết. Mộc Vĩnh rất khó chịu muốn thổ huyết. Bất quá. Mộc Vĩnh nhìn xem tràn đầy ý cười Lữ Thiếu Khanh, hắn biết rõ, Lữ Thiếu Khanh là tại chính kiêng kỵ át chủ bài. Trong lòng của hắn có mấy phần lo lắng, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ đắc ý, đương nhiên, dù sao ta so ngươi đẹp trai. Mạnh, là hẳn là. Nhịn xuống. Mộc Vĩnh hít sâu một hơi, không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh rác rưởi nói. Nhưng là, lần sau, ta cũng sẽ không để ngươi còn như vậy đắc ý. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Mộc Vĩnh đối với mình có lòng tin, hắn cũng là thiên tài, hắn không cho rằng chính mình lại so với Lữ Thiếu Khanh yếu. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, rất là khinh bỉ. Lần sau, ta sẽ càng ngày càng đẹp trai, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng xấu. Đáng chết. Mộc Vĩnh nộ khí lại một lần luồn lên tới. Hắn thậm chí động lần nữa sử xuất át chủ bài đến giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn không dám xác định chính mình dùng át chủ bài có thể, hay không giết chết Lữ Thiếu Khanh. Không thể tại cái này hỗn đản trên thân lãng phí lá bài tẩy của mình số lần. Hắn nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh không muốn đánh, hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả người. Ở chỗ này đàm phán cũng tốt hơn trước mặt mọi người đàm phán. Trước mặt mọi người đàm phán, mục đích thực sự cũng không phải vớt người. Hiện tại, bọn hắn hẳn là xuất thủ a. Mộc Vĩnh trong lòng âm thầm suy đoán. Nói a, cầm linh thạch tới. Lữ Thiếu Khanh thu hồi kiếm, xoa xoa tay nói, ta có thể cho ngươi đánh gãy. Mộc Vĩnh khóe miệng co giật một cái, rất muốn một ngụm nước miếng nôn tại Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Đánh gãy? Có ngươi dạng này đánh gãy sao? Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, Khấu Lăng 100 triệu, những người khác, một người 1000 vạn. Lữ Thiếu Khanh lúc này bất mãn, không tại xoa tay, mà là chỉ vào Mộc Vĩnh mắng to, Khấu Lăng ngươi là thân nhi tử sao? Một người 1000 vạn, ngươi làm đuổi ăn mày đâu? Ngươi là đang xem thường bọn hắn. Ngươi là tại nhục nhã bọn hắn. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Mộc Vĩnh tức chết, ngươi này tấm đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi mới là cùng bọn hắn là một đám, ta mới là người xấu. Mộc Vĩnh đè ép độ khí, ta giá quy định chính là cái này. Đúng dịp, ta giá quy định cũng là cái này. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, thiếu một mai linh thạch đều không được. Ngươi có thể đi trở về chậm rãi kiếm tiền, ta không vội. Dù sao người ở chỗ này ta cam đoan đói không chết bọn hắn. Mộc Vĩnh sát khí lại xuất hiện, hắn phát hiện ở chỗ này đàm phán chiếm cứ không đến chủ động, con tin tại đối phương trong tay, chính mình lộ ra 10 phần bị động. Đáng chết, nếu có thể đem Hạ Ngữ nàng nhóm bắt được liền tốt. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo lưu quang từ phía dưới bay tới, xẹt qua chân trời rơi vào Mộc Vĩnh trong tay. Mộc Vĩnh tiếp được xem xét, trên mặt lập tức âm chuyển tinh, lộ ra thiếu dung. Sau đó, hắn tại Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ ánh mắt bên trong khôi phục trước đó tỉnh táo trạng thái, trở nên ung dung không vội. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, hỏi, cha ngươi tới. Mộc Vĩnh thiếu dung ngưng kết, âm thầm cắn răng, hừ, Khấu Lăng bọn hắn một người 100 triệu, ngươi đáp ứng ta hiện tại liền cho ngươi linh thạch, nếu không ngươi giết bọn hắn đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại là cảnh giác kéo căng, không có bao nhiêu lớn cao hứng, Khấu Lăng chính hắn nói giá trị 1 tỷ. Mộc Vĩnh cử động lần này rất khác thường, Lữ Thiếu Khanh không thể không hoài nghi Mộc Vĩnh có âm mưu gì. Ngươi nói thêm nữa một câu, hết thảy hết hiệu lực. Mộc Vĩnh bắt đầu cường thế, ta cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian cân nhắc. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ cũng không nghĩ ra Mộc Vĩnh có cái gì lo lắng cường thế như vậy. Hẳn là phát hiện một đầu đại linh mạch, cho nên không quan tâm linh thạch. Nếu không, ta bớt cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một phen về sau, thử thăm dò hỏi Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh quay người muốn đi, Lữ Thiếu Khanh thỏa hiệp, tốt a, 600 triệu mai linh thạch, ta trở về liền thả người. Khấu Lăng giá trị 200 triệu, đừng nói giá, ngươi giá mặc cả ta cũng mặc xác ngươi. Thề. Mộc Vĩnh nghe xong, lập tức chỉ vào Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi thể tại thu linh thạch về sau, nhất định phải thả bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh không thể, Mộc Vĩnh hoàn toàn không thể tin được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, dựng thẳng lên 3 cây ngón tay thề, thu được linh thạch về sau, ta sẽ thả bọn hắn. Mộc Vĩnh mặt lạnh lấy xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, Lữ Thiếu Khanh nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá Mộc Vĩnh không có lập tức ném qua đến, mà là còn có một cái điều kiện. Chúng ta giao dịch không thể cho người khác biết rõ. Tốt, ta có thể cam đoan với ngươi. Nghe đến lời này, Mộc Vĩnh mới lạnh lùng đem nhẫn chữ vật ném qua tới. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, lập tức ánh mắt híp lại, sáng mắt mù. 6 ức linh thạch, sáng lóng lánh nằm ở bên trong, xem ra Mộc Vĩnh đã sớm chuẩn bị xong. Lữ Thiếu Khanh thu khởi linh thạch, thật dài thở phào một cái, ma quỷ tiểu đệ có thể khôi phục. Hắn nhìn qua Mộc Vĩnh, con mắt lập lòe, càng xem Mộc Vĩnh liền càng thuận mắt, thật hào phóng, người tốt a, ngươi thật không cần ta bớt cho ngươi. Mộc Vĩnh quát, bớt nói nhảm, thả người. Chương 1770, ta lần thứ 2 bắt làm tù binh hắn. Lữ Thiếu Khanh cùng Mộc Vĩnh cùng nhau về tới đây, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn xem hai người cơ hồ cùng một thời gian trở về, đám người giật mình đồng thời cũng rất tò mò, ai thắng ai thua. Mộc Vĩnh sắc mặt hơi có tái nhợt, khí tức mang theo có chút nặng nề. Lữ Thiếu Khanh thì khí định thần nhàn, giống như là ra ngoài dạo qua một vòng liền trở lại. Đám người không phải người ngu, chỉ xem hai người trạng thái liền có thể biết rõ ai ăn thua thiệt. Khấu Lăng bọn người ánh mắt ảm đạm, liền Mộc Vĩnh cũng không phải bọn hắn đối thủ sao. Tiêu Y lanh lợi tới, nhị sư huynh, ngươi thắng a. Đương nhiên, ta so với hắn đẹp trai. Đẹp trai. Đám người không minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Duy chỉ có Mộc Vĩnh âm thầm cắn răng. Đừng để ta có cơ hội, không phải nhất định đem ngươi mặt đều đập nát. Mộc Vĩnh nhìn lướt qua nơi này, kết quả phát hiện Khấu Lăng bên người nằm 3 người. Chính là Mị Càn, Ngao Đức, Công Tôn Từ 3 người. Mộc Vĩnh trong lòng nhảy một cái, hắn đoán được là Kế Ngôn xuất thủ, nhưng là hắn đoán không được Kế Ngôn sẽ mạnh như vậy, 3 cái đều thành tù binh. Tại dự đoán của hắn bên trong, Mị Càn 3 người sẽ ra tay. Kế Ngôn cũng sẽ ra mặt ngăn cản, sau đó Mị Càn 3 người không địch hậu lui. Đây là hắn dự đoán đến tốt nhất hình tượng, cũng là hắn kế hoạch. 3 người động thủ, tiến một bước để người chung quanh biết rõ Mị gia, Ngao gia, Công Tôn gia cùng bọn hắn thánh tộc quan hệ. Nhưng Mị Càn 3 người bị bắt làm tù binh thì nằm ngoài dự đoán của hắn. Những này gia hỏa thật là phế vật. Phát hiện Kế Ngôn là luyện hư kỳ về sau, sẽ không trước tiên triệt thoái phía sau, rời đi nơi này sao? Mộc Vĩnh trong lòng mắng to Mị Càn 3 người vô dụng. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nói, thả người. Tiêu Y giật mình, nhị sư huynh, ngươi muốn thả bọn hắn sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tùy tiện nói, đúng a, hắn cho tiền chuộc. Mộc Vĩnh giận dữ, hỗn đản, ngươi cam đoan qua. Cam đoan đáng giá mấy đồng tiền. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta lại không có thể. Mộc Vĩnh cái kia hận a, đặc biệt là đám người ánh mắt nhìn lấy mình, để hắn hối hận không để cho Lữ Thiếu Khanh thể không nói ra đi. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Khấu Lăng, Loan Tinh Duyệt, Loan Hy, Kiếm Lan, Thôi Thanh bị giải trừ cấm chế. Đáng chết. Khấu Lăng khôi phục thực lực về sau, trước tiên hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới, thần sắc dữ tợn, tựa như phong ma, ta muốn giết ngươi. Lớn như vậy, lần thứ nhất nhận làm nhục như vậy. Khấu Lăng trong lòng hận ý sát ý đã sớm đến đỉnh phong. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đối Khấu Lăng chính là một cước, rắn rắn chắc chắc, hung hăng đá vào trên mặt của hắn, đem hắn đá vào trên mặt đất. Khấu Lăng trước đó bị Lữ Thiếu Khanh làm cho không sai biệt lắm tàn phế, thực lực đã sớm tổn hao nhiều. Bây giờ có thể phát huy ra sức chiến đấu không đủ bình thường hai thành. Lữ Thiếu Khanh đem hắn dẫm trên mặt đất, cười đối Mộc Vĩnh nói, ngươi nhìn, đây là ta lần thứ hai tù binh hắn. Mộc Vĩnh trong lòng nhảy một cái, hắn sẽ không như thế vô sỉ à. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh giống như hắn suy nghĩ, chính là vô sỉ như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hướng phía Mộc Vĩnh duỗi tay ra đến, 100 triệu linh thạch, muốn ta cho ngươi đánh gãy sao? Mộc Vĩnh răng đều nhanh cắn nát, đáng chết, ngươi chớ quá mức. Cái gì gọi là quá phận? Lữ Thiếu Khanh rất không minh bạch, ta thả hắn, ta đều không cần cầu hắn nói tạ ơn, hắn thế mà còn muốn trái lại cắn ta một cái. Ngươi nói, ta có thể nuông chiều hắn sao? Ta đã thả hắn chủ động đối ta xuất thủ, đánh không lại ta, lần nữa thành tù binh của ta. Mộc Vĩnh cái kia khí trong lòng đem Khấu Lăng thăm hỏi 100 lần. Ngu xuẩn, đầu óc trang là phân sao? Lữ Thiếu Khanh đưa tay đối Mộc Vĩnh nói, tới đi, lại cho ta 100 triệu, ta liền thả hắn. Mộc Vĩnh đại hận, mơ tưởng, không cho sao? Lữ Thiếu Khanh không có thất vọng, ngược lại thuận thế đưa ra một cái khác điều kiện, ngươi vừa rồi thu được tin tức gì, nói cho ta liền thả người. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đối với cái này rất hiếu kỳ. Nếu như là cỡ lớn linh mạch, nói cái gì cũng muốn đi làm một bút. Mộc Vĩnh nghe vậy, đầu tiên là cổ quái nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, sau đó cười lên, ha ha, nghĩ biết rõ. Chính ngươi đoán đi thôi. Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, chỉ vào Mộc Vĩnh gầm thét, tốt, ngươi bây giờ không cầm 1 tỷ linh thạch đến, đừng nghĩ ta thả hắn. Làm, nằm mơ. Khấu Lăng rất có cốt khí, cho dù là bị dẫm lên, cũng là gầm thét, ngươi mơ tưởng ta cúi đầu. Mộc Vĩnh đại nhân, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi cứ việc ra tay giết hắn. Ngậm miệng. Mộc Vĩnh gầm thét một tiếng. Nếu là có thể giết hắn, ta còn cần ở chỗ này cùng hắn nói nhảm. Ngươi thằng ngu này, nếu như không phải ngươi, ta không cần bị động như thế. 100 triệu. Mộc Vĩnh cũng dứt khoát lười nhác có kè mặc cả, chuẩn bị một ngụm giá. Không, chính là 1 tỷ, này nha. Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào Mị Càn, Mị Phi, Ngao Đức cùng Công Tôn Từ, bọn hắn ngươi không có ý định sao? Bọn hắn rẻ hơn một chút, một người 5.000 vạn mai linh thạch. Đừng quá mức. Mộc Vĩnh bỗng nhiên cảm giác được có chút nhức đầu. Hắn thậm chí đều muốn đem chính mình dùng để đối phó Lữ Thiếu Khanh, một cái khác tấm át chủ bài lấy ra. Ngay tại Mộc Vĩnh khó xử thời khắc, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, không bỏ được đúng không? Như vậy đi, đem ngươi vừa rồi tin tức nói cho ta, nàng lưu lại, sau đó các ngươi tất cả mọi người liền có thể lăn. Cái này tất cả mọi người, còn bao gồm bên cạnh muốn khóc Chiêm Quý. Hắn đều thành nhỏ trong suốt. Mà Lữ Thiếu Khanh trong miệng nàng tự nhận là Gia Cát Huân. Gia Cát Huân lông mày đứng đấy, gầm thét một tiếng, dựa vào cái gì muốn ta lưu lại? Bởi vì ngươi không đáng tiền. Lữ Thiếu Khanh một câu tức giận đến Gia Cát Huân chỉ hận mình không thể tự bạo, không phải nhất định cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Tiêu Y ở bên cạnh thấp giọng nói thầm, đây chính là tình yêu. Nhị sư huynh quả nhiên coi trọng ma tộc tiểu tỷ tỷ ai, dự định mạnh hơn lưu lại người. Mộc Vĩnh lông mày nhướng lên, ngươi muốn làm gì? Nàng cũng nhất định phải cùng đi. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Mộc Vĩnh trong lòng quyết tâm, hiện trương tại trước hết để cho ngươi đắc ý, chờ kế hoạch của ta sau khi hoàn thành, ngươi sẽ biết rõ cái gì gọi là hối hận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười tủm tỉm nói, nàng là vô giá, ngươi lại nhiều linh thạch cũng vô dụng,